Vinh lão, ngưng tụ kiếm tâm mất bao lâu? Chủ nhân, tuyệt đối không thể ngưng tụ kiếm tâm ở đây, nên đợi đến lúc về thì hơn. Còn có bảo bối à? Tốt quá, trước khi dịch chuyển đi ta phải mang bảo vật này theo. Có người ra rồi, có vẻ tiểu tử đó đã lấy được bảo bối rồi. Trời ơi, hắn thật may mắn. Chủ nhân, thu nó lại rồi đi mau. Được, Vinh lão, thứ này hiếm lắm mà. Rốt cuộc là thứ gì? Hiếm chứ, đâu chỉ là hiếm, đây là một viên độn kiếm. Chủ nhân, vận khí của ngươi đã không còn thể dùng từ nghịch thiên để hình dung nữa rồi. Ta đoán hai món bảo vật này chính là hai thứ quý giá nhất trong tháp cổ thiên vận. Độn kiếm, chẳng lẽ nó là bảo khí đặc biệt lắm sao? Thực ra kiếm độn là một loại công cụ để phi hành nhanh chóng. Chủ nhân, lần trước lúc ở ngoài thành Bạn Hàn, tài thiên cơ của gia tộc thiên cơ đó người cũng thấy rồi. Đó cũng chính là một khí cụ phi hành, nhưng mà tàu thiên cơ chỉ là linh khí, mà độn kiếm của ngươi lại là linh bảo. Linh bảo, môn phù thiên tự nhất hiệu viện. Võ hồn thái cổ Ma Long đại lão gia, kiếm thực này thật sự rất quan trọng, tuyệt đối đừng có sơ suất gì, nhất định phải dung hòa thành công đó. Thành công rồi, chủ nhân, đây là cơ hội lĩnh ngộ, phải nắm bắt. Bây giờ lăng tiêu kiếm thế đã được lĩnh hội rồi, không ngờ lại đơn giản như vậy. 12 ngày sau, bá lăng kiếm thế, thành công. Không ngờ chỉ trong 12 ngày ngã, ên ngụy ta đã lĩnh hội thành công lăng tiêu kiếm pháp đến chiêu 16 bá lăng kiếm thế. Nếu không phải vì bị kẹt ở đỉnh cao tông cảnh thì kiến thức kiếm pháp của ta không chỉ thăng tiến thêm một bậc. Minh lão, có bảo vật thần thức gì có thể khiến thần thức của ta lên hoàng cảnh không? Chủ nhân, đây chính là cái lá của thiên du tử thụ, tuy có thể khiến thần thức của ngươi đột phá hoàng cảnh nhưng quá lãng phí, xài không nổi. Có muốn luyện hóa hay không thì ngươi cứ tự quyết định đi. Minh lão, thần thức lên được hoàng cảnh chính là biến đổi về chất mà, sao lại nói là lãng phí chứ? Ây, chủ nhân, ta nghĩ chắc người chưa từng nghe đến thiên du tử thụ nhỉ. Đó là thần vật của hỗn độn hư không vô tận, bất kể ở thế giới nào cũng không thể nuôi dưỡng được nó. Đừng xem thường một cái lá của nó, dù là tu giả đế cấp sắp bị vỡ nát thần thức, một khi luyện hóa nó thì cũng có thể hồi phục quay về đỉnh cao. Ôi, quý giá thế sao? Hơ hơ, chủ nhân, tuy trước mắt người luyện hóa lá cây thiên du tử thụ có hơi lãng phí, nhưng loại bảo vật để sử dụng này thì cũng chỉ còn cách duy nhất là hao phí nó mới có thể tạo nên giá trị hiện thực. Ha ha, ta nghĩ thông rồi. Thành công rồi, đây chính là thần thức hoàng cảnh của ta. Không hổ là lá của thiên du tử phủ, bây giờ em rằng thần thức của ta đã đạt tới một đỉnh cao hoàng cảnh thập toàn thập mỹ rồi, không thể trì hoãn thêm nữa, ta phải tiếp tục lĩnh hội bá lăng kiếm thế. Cho ta qua đó, ta có một món làm ăn muốn bàn với Dương Trần. Kiều tiểu thư, Dương công tử đang bế quan, không thể làm phiền được, người có đi không? Người không đi thì gọi hắn xuất quan đi. Bổn cô nương tự đi, người tránh ra. Kiều tiểu thư, cô đừng làm khó ta nữa. Người có tránh ra không thì bảo. Bổn Trấn Thanh, người tránh ra. Công tử, cuối cùng ngài cũng xuất quan rồi. Tiểu nha đầu, cô gấp gáp tìm bổn công tử như vậy là có việc gì?